Có nghĩa là khi mà bây giờ nhá, loa Aclon của anh ấy bây giờ nó chỉ là công suất và tiếng bass nó rất là hay, nhưng chỉnh nhạc nó không hay, phân tần nó không tốt. Thì đó anh mới mua cái này nè. Rồi bây giờ mua mắc con Mac 99 này, bây giờ em thử cho anh ngay con âm ly này. Biết rồi, Đây. anh nghe anh coi Trên YouTube đúng không? Bây giờ em sẽ thử tiếng vang bây cho anh. giờ là Thử tiếng vang cho anh thử con này nhá. cách xử lý biết rồi anh Cách xử lý bắt buộc anh phải mua thêm mic. thử à, cách Cái xử bộ mic của cái loa Aclon không sử dụng nữa. Vì nó không hay. Khi nó chơi với con này nó không hay. Con này nó đi giày riêng nó mới hay. Đóng tiền thêm một mic nữa. Chắc chắn phải thêm 1 triệu nữa. Chịu Đấy, nữa. không thì tùy mình chỉnh mic đi, cho con mic này khoảng tầm 3-400 nghìn trên thị trường là anh hát được này. Đây, em thử tiếng mic cho anh con này với âm ly nhá. Đây. Alo 6 7 1 2 6. Tiếng vang khác hoàn toàn nhá. Thử qua âm ly luôn này. Đây thử âm ly nhá. Anh nghe tiếng âm ly này. Đây nghe tiếng âm ly phổ thông bình thường nhá. Đây. Đây con này cắm vào với mic này vào âm ly này. Nghe tiếng vang khác luôn. Alo 6 7. Tiếng vang của âm ly khác luôn. 1 2 6. Đây, anh đấu loa bi này, chơi loa bi này. Ủa, không xài được mít, thất vọng rồi. Thì bây giờ anh phải xài mic riêng. Đủ lại tốn khoản nữa. Nhưng mà thế nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ là con này sẽ mic nhạc lên hay hơn. Thì mới nhạc nó mới chạy vô. Thế bây giờ con anh chưa làm nhạc vẫn hát được bình thường. Dạ, phải tốn thêm. Vẫn hát bình thường. Nhưng anh vẫn hát bình thường. Có nghĩa cái bộ mic của anh không thay đổi. Chỉ có cái loa thay đổi, tiếng nhạc hay hơn, nó phân tần hay hơn. Đồng ý, anh biết, nhưng mà phải tốn thêm tiền mic nữa. Đây, ví dụ như con này bây giờ anh nói chung là không xử lý được cái cặp mic của theo cặp loa. Đúng rồi, có bắt nghĩa buộc cái phải mua. bắt buộc phải mua nó theo cái bộ mic nguyên bản. Mic thì nó tại vì cái mic nó không có phân tần theo vào cái này. Nó không có bộ sóng, nó phải có cục thu cơ. Cái mic của anh bắt buộc phải có đầu thu thì mới chạy vào được con Mac 99 này, nếu không có thì không chạy được. Nó nâng cấp lên thôi. Còn mấy mixer kia có xử lý được không? Có con G4. G4 này có cặp mic đi theo. G4 có cặp mic đi theo. Thì đôi anh hát được 4 mic. Anh về thì hiểu cho em vấn đề như này này. Con nào nó chuyên về mic thì nó sẽ hay hơn ở mic. Đấy, con nào mà nó chuyên về mixer thì hay hơn với mixer, nó làm nhạc. Nhưng con này này anh nói tiếng. Đây ví dụ con này mà anh đây em đang nói tiếng mà ở âm Mít đi. gì? Mít đây sao bán sao? Mic thì tùy từng loại, nếu mà anh muốn hàng xịn ấy, đã chơi đến tầm Aclot rồi thì dùng con MTK chỉnh bát trung tép thẳng trên thân mic thì nó hay hơn. MTK chỉnh bát trung tép thẳng trên thân mic thì nó sẽ hay hơn, âm thanh nó sẽ phê hơn. Đấy. Hà lấy cho bác cái bộ MTK đi. Và mấy thằng lười lấy 5 bộ ra đây. Đây không có bộ nào. Alo 6 7 1 2. Tiếng vang khác hoàn toàn luôn. Nhưng anh vẫn sử dụng bộ mic đi được, hát bình thường. Đấy. Alo 1 2. Đây em đang test đây mà, test cho khách luôn đấy. Test cho khách, đây xong rồi, test xong rồi đấy. Là tiếng vang này đang thử nó rất là hay. Con vang này. 1 2. Đây thử qua âm ly này anh em này. Thử qua âm ly luôn này. Tiếng vang của âm ly khác hoàn toàn khi mà chưa sử dụng Mac 99 này. Alo 6 7. Đấy, cái này nó có tiếng gì vật, nó không thể mạnh bằng đây, tiếng gì vật chỉnh âm ly này. Alo 1 2. Đây, 1 2. Tiếng của con vang này nó khác luôn, mixer khác luôn. Alo 6 7. Đây, cái này là điều đặc trưng khác. Thì nghe thích mới chạy vô mua nè. Đấy, nếu như anh đấu con mic không dây vào thì anh làm luôn cái bộ này. Anh thử em thử con mic không dây thôi. Là lấy pin cho bác. Lấy pin rồi. Thì khi mà như này anh chỉ cắm hai cái đầu loa out này này. Hai đầu out này ra con loa Aclot của anh là chạy được. Của anh ra 3.5 là chạy được. Dạ anh biết rồi, nhưng mà đang xử lý cặp mic này. Vậy thì anh thấy em hướng dẫn ok trơn rồi. Nhưng mà tại cái thắc mắc là tại vì không xử lý được cặp mic đó. Thế cặp mic mình vẫn hát bình thường thôi. Nó không là vì con mic nó không có bản thân, rồi, nó không có đầu thu riêng. Nó bắt sóng cái thằng kia đúng không? Nó đúng bắt rồi. Sóng được cái cột cặp loa. Rồi. Con này cũng như vàng không? Thì quá tuyệt vời. Không anh đi G4 đi. Chỉ có G4 thì mới có mic riêng ra, còn không 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 có đầu thu riêng. G4 thì mới làm cái việc ấy. Đây, cắm cái cục thu sóng cho pin này. Cho pin này vô ấy. Đây. Pin sạc pin rời luôn. Đây con này pin sạc pin rời luôn, anh thử em thử cho anh xem. Đây cái này ví dụ anh đấu con này anh quên đi. Quên cái loa kia coi như là rất là hay rồi, em biết con loa Aclot rồi. Rất là hay rồi, cắm con này vào này, chơi luôn này. Đây cắm cái cổng này nó có 4 cổng mic mà. Cắm cổng nào mình chơi cũng được nhá. Thử con này luôn, bật mic lên luôn. Lô lô. Alo 6 7 1 2. Alo alo 6 7. Uầy, mic lên rồi. Lê. Giật mình. Alo 6 7 1 2. Anh nghe tiếng mic.
đẳng cấp không? Một, anh alo thử. Anh alo thử. Bỏ alo, alo. Bỏ khẩu trang. Alo thử. Alo, alo. À, tiếng phê. Alo, 1, 2, 3, 4. Phê đúng không? Phê. Phê thật luôn gì nữa. Giá là sao? Con này là 1 triệu 2, mic xịn, bỏ hành 15. Alo, 6, 7, 1, 2. Nghe tiếng nội lực nó khác hẳn rồi. Đấy. 6, 7, 1, 2. Khi con MTK này kết nối với con này đúng là đẳng cấp. Không có gì để nói. Này. Bằng chính cũng đẳng cấp mà cái này cũng đẳng cấp ha. Đúng rồi, nó kết hợp thì nó là siêu phẩm. Nào đẳng cấp đấy. Nhưng mà không bác nghe, bác kiểm nghiệm thôi. À lên 6 7. Nghe tiếng nó khác hẳn luôn. Đây nghe thử sang cắm nguyên con này nhá. Cắm nguyên con này sang âm đi cho bác nghe thử này. Cắm nguyên con này sang âm đi này. Đây. Để em để xuống cho bác xem. Cắm này chữ tư á hả? Ừ. Cắm nguyên con này cho âm đi cho bác xem này. Này. Chữ tư. Con này chịu quá hả? Hai chữ tư á. Này. À lên 1 2, nghe chán luôn. À lên đây 1 2. À lên 1 2. Đấy, bác thấy không, nghe chán chưa? Cắm cái này phát, cắm cái này phát này, bật lên luôn này, chán luôn. À lên 6 7 một hai, một hai, thấy không? Chán thiệt, chán luôn chưa? Lên đấy. Không không có cách nào xử lý cho mình cục mic á hả? Con mic là mà xử lý chỉ có cái G4, lấy G4. G4 nói chung là bỏ cặp mic kêu. Đúng rồi, chắc chắn. Bây giờ anh phải chọn một trong hai. Một là nghe nhạc hay và hát hay. Hai là chọn cái thói quen cũ của anh ấy là nghe thôi, nghe cái âm thanh của cái thằng Arclot từ ngày xưa đến giờ. Còn muốn nâng cấp lên thì phải nâng cấp tới tầm phải mua mixer và làm nhạc mic riêng. Okay. Đấy, còn không thì mình chỉ chơi bộ cũ. Thôi. Đấy. Cũ nữa, chơi bộ cũ chạy vô đây là đây, thế thì phải đây, lên rồi. Chạy vào đây. Lên tiền. Vấn đề là lên tiền. Đấy, ok.